Rồi quý vị ơi, tiếp theo là cái bonsai 465, 8 cây sam hương 300k bao ship toàn quốc nha. Quen ship code lạ chuyển khoản nha quý vị. Đây nè, cây đầu tiên, cây số 1 nè. Này nằm trong cái chung uống trà của Nhật nha quý vị. Một cây ha, cái này tôi thường chậu. Cây nào ít nhất là cũng 4 tháng rồi nha. Có cây 5 tháng, 6 tháng luôn. Rồi đây là hai cây nè. Chung uống trà của Nhật nè. Đó, hai cây ha. Cái này là cái chậu Trung Quốc nha, ba cây, chậu Trung Quốc luôn 4 cây. Trung Quốc luôn 5 cây, còn này cái chung uống trà của Nhật nè. Đó. Có chữ luôn nữa nè ha. Rồi. 6 cây ha. Cây này chung trà của Nhật nó là 7 nè, cây kia 8 nè. Đó. Cái chung này nè nha quý vị, là mua bây giờ không có nha quý vị, cái chung nhỏ xíu vậy không có nha. Cái chung bự bự hơn tí vậy có, mà cái chung nhỏ vậy lại khó nha quý vị. Cái này tôi có vài cái thôi à, có cái tôi bán luôn nha quý vị. Cái chung này tôi mua cũng mắc lắm, mười mấy ngàn cái lần đó nha. Cái khoái là tôi mua thôi nha quý vị, chứ tôi đưa đây tôi bán solo với quý vị vậy luôn á. Rồi 8 chung nha, 300 bao ship nha quý vị. Kết thúc luôn.